Bệnh tiểu đường giảm thiểu rõ rệt khi làm điều này trước khi ăn sáng. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Là làm điều này trước khi ăn sáng giúp giảm thiểu bệnh tiểu đường rõ rệt. Đây là việc làm vô cùng đơn giản nhưng lại đem đến hiệu quả rất bất ngờ nếu như người bệnh tiểu đường làm việc này đều đặn mỗi ngày. Dân gian ta quan niệm buổi sáng là khởi đầu của ngày mới, buổi sáng có tuyệt vời thì ta mới có một ngày tốt lành. Còn buổi sáng với một tâm trạng không tốt, trong một trạng thái uể oải thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ không trọn vẹn. Tương tự như vậy, đối với những người đái tháo đường thì buổi sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Từ bữa ăn sáng cho tới những hoạt động của người bệnh cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình trạng cơ thể của cả ngày. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng nếu bạn hoặc người thân đang bị mắc tiểu đường tiếp 2, bởi video sẽ chỉ cho bạn cách chỉ làm một hành động nhỏ này vào buổi sáng sẽ giúp cho tình trạng bệnh thuyên giảm. Một nghiên cứu cho thấy tập thể dục ở trạng thái đói giúp kiểm soát đường huyết nhiều hơn là tập thể dục sau khi ăn. Bằng chứng là những người này trở nên nhạy cảm với insulin là dấu hiệu của sức khỏe tốt. Nghiên cứu thực tế tại trường đại học Bus và Birmingham đã chứng minh được điều này là đúng khi có sự tham gia của 30 nam giới được phân loại là béo phì hoặc thừa cân, được chia thành hai nhóm can thiệp. Bữa sáng rất tốt cho người tiểu đường, nhưng sẽ tốt hơn nữa khi bạn tập thể dục trước đó. Trong 6 tuần, một nhóm ăn sáng trước khi tập thể dục và một nhóm ăn sau khi tập cũng là nhóm đối chứng. Tất cả các đối tượng đều ăn bữa tối lúc 8 giờ tối hôm trước. Bữa sáng gồm sữa lắc giàu carbohydrate. Các đối tượng cũng được uống nước giải dược trước khi tập và sau khi tập. Tùy thuộc vào nhóm họ tham gia, bài tập gồm đạp xe 3 lần một tuần được giám sát bởi một nhà nghiên cứu kéo dài tới 50 phút. Nghiên cứu cho thấy cơ bắp của người trong nhóm tập thể dục khi đói có nhiều protein chủ chốt tham gia vận chuyển glucose từ máu đến cơ. Họ cũng đốt cháy lượng mỡ gấp đôi so với nhóm tập sau khi ăn, nghĩa là họ sử dụng nhiều mỡ làm nhiên liệu hơn nồng độ insulin thấp hơn. Điều này không có tác dụng nếu việc giảm cân, nhưng sẽ có lợi ích sâu sắc đối với việc sử dụng insulin của cơ thể. Không có nguyên tắc nào xung quanh chế độ ăn của họ ngoài giới hạn thời gian của buổi sáng và buổi tối. Mẫu mô cơ sau khi can thiệp cho thấy các cơ của nhóm tập thể dục trước khi ăn đáp ứng với insulin nhiều hơn so với những người tập thể dục sau khi ăn. Điều này có nghĩa họ cần lượng insulin ít hơn để giảm chỉ số đường huyết, hay được gọi là độ nhạy insulin. Những người có độ nhạy insulin thấp hay kháng insulin sẽ cần lượng insulin nhiều hơn và có thể bị đái tháo đường. Nó cũng có thể chỉ ra các vấn đề như huyết áp cao và mức cholesterol cao. Tiến sĩ Xavier Gunnazer thuộc Đại học Bath nói, sau khi chúng ta tập thể dục, bình thường chúng ta sẽ tăng lượng mỡ lưu thông trong máu. Đó là tín hiệu cho thấy cơ bắp đang thích nghi với tập thể dục. Nguyên nhân của bệnh đái tháo đường tiếp 2, insulin là một hormone tự nhiên, tụy của bạn sản xuất và phóng thích nó ra khi bạn ăn. Insulin giúp vận chuyển đường từ dòng máu vào các tế bào khắp cơ thể, nơi đó nó được sử dụng làm năng lượng. Nếu bạn bị đái tháo đường tiếp 2, cơ thể bạn sẽ trở nên đề kháng với insulin. Cơ thể bạn không còn sử dụng hormone một cách hiệu quả. Điều này buộc tuyến tụy của bạn phải làm việc nhiều hơn để tạo ra nhiều insulin hơn. Theo thời gian, điều này có thể tổn thương các tế bào ở tuyến tụy. Cuối cùng, tuyến tụy của bạn không thể sản xuất ra insulin nữa. Nếu bạn không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể bạn không đủ sử dụng có hiệu quả, glucose sẽ tích tụ trong máu của bạn. Điều này khiến cho các tế bào cơ thể bị thiếu năng lượng. Ở một số người, gan tạo ra quá nhiều glucose, có thể yếu tố di truyền tham gia vào quá trình phát triển bệnh đái tháo đường tiếp 2. Nó có thể liên quan đến rối loạn chức năng tế bào tuyến tụy hoặc rối loạn điều hòa tín hiệu tế bào. Cũng có yếu tố di truyền đối với béo phì, làm tăng nguy cơ đề kháng insulin và đái tháo đường. Cũng có thể là do yếu tố khởi phát từ môi trường. Khả năng nhất đó là sự kết hợp của các yếu tố trên làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. Nghiên cứu về nguyên nhân của bệnh đái tháo đường tiếp 2 vẫn đang được tiến hành. Đái tháo đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tụy bị thiếu cảm giác tác động của cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao.
bệnh là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo. Điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, hay đục thủy tinh thể, suy thận, liệt dương, hoại thư, vân vân. Chế độ ăn của người bệnh đái tháo đường nên gần giống với người bình thường, ăn đều đặn, không bỏ bữa, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày từ 4 đến 6 bữa. Lượng bột đường như gạo, ngô, khoai, vân vân gần với mức người bình thường từ 50 đến 60%. Chế độ ăn trong bệnh đái tháo đường rất quan trọng. Chế độ ăn hợp lý là nền tảng cho kế hoạch điều trị bệnh đái tháo đường. Chế độ ăn hợp lý giúp cho bệnh nhân ổn định mức đường trong máu, giảm được lượng thuốc sử dụng, ngăn chặn hoặc làm chậm xuất hiện các biến chứng, kéo dài tuổi thọ bệnh nhân. Ngoài ra còn giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, tự tin trong cuộc sống, ít có cảm giác bị tách biệt trong đời sống xã hội, cho phép người đái tháo đường được sử dụng đường đơn giản ở mức hạn chế, đường để nêm thức ăn, cho vào các loại thức uống, vân vân, giảm lượng chất béo nên ăn các loại dầu mỡ, dầu cá, vân vân từ 20 đến 25%. Tăng chất xơ có nhiều trong rau và trái cây. Ba nhóm thức ăn người đái tháo đường cần đặc biệt tuân thủ. Nhóm thức ăn nên dùng là các loại ngũ cốc nguyên cám, gạo lứt, sữa tách béo, lòng trắng trứng gà, các loại thịt nạc, thịt gà bỏ ra, các loại cá ít béo, các loại rau xanh có lượng đường thấp, các loại như rau cải, rau mùng tơi, bí bầu, mướp hay dưa chuột, vân vân. Nhóm thức ăn hạn chế, chúng ta nên hạn chế ăn như bánh mì trắng, ngọt, các loại cá béo, thịt dê, cừu, rau quả đóng hộp, các loại quá chín hay quá ngọt, cà phê sữa, chè, các loại chất ngọt nhân tạo và muối khoáng có đường. Nhóm thức ăn cần tránh hoặc ăn rất ít các loại mật, bánh ngọt, kẹo, mứt, như đường, trừ nửa lượng cho phép, các loại nước ngọt, nước quả có đường, sữa béo hay thịt nhiều mỡ, thức ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt hun khói hay các loại phủ tạng, cá nhiều mỡ như cá ba sa, lòng đỏ trứng, bơ, mỡ đồng lạnh, khoai tây rán, quả ngọt dạng sấy khô, quả ngâm đường, các loại đồ uống như rượu bia, nước ngọt, vân vân. Trong bệnh tiểu đường, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cũng cần kết hợp với thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh chế độ ăn được khuyến cáo chung cho những người mắc bệnh tiểu đường, bao gồm đã bị và chưa bị biến chứng, và tập luyện phù hợp, người bệnh nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 10 phút mỗi lần với các bài tập nhẹ nhàng, vừa sức như đạp xe hay đi bộ, tưới cây, yoga hay bơi lội, vân vân. Ngoài ra, cần bỏ thói quen xấu có hại như hút thuốc lá, uống rượu bia và giảm cân. Nếu thừa cân, béo phì, thì người bệnh tiểu đường nên ăn giảm muối. Cụ thể, chế độ ăn của người tiểu đường cần lưu ý những điểm sau đây. Ăn nhiều rau xanh vừa đủ cơm, có thể ăn cơm gạo lứt hay cho cơm trắng. Không ăn mỡ động vật và các thực phẩm giàu cholesterol như lòng đỏ trứng, phủ tạng động vật, đồ ăn nhanh, vân vân. Ăn nhạt, tức là ăn ít cả đường và muối. Các loại thực phẩm đường muối nên hạn chế như gia vị chấm, gồm có nước mắm, xì dầu, tương ớt, nước sốt, tương cà chua, vân vân. Các loại thức ăn như xúc xích, thịt nguội, giò chả, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn khô như mực tôm, khô cá khô, vân vân. Uống nước đủ tùy thuộc vào thể trạng cơ thể, cơ địa mỗi người mà lượng nước cần bổ sung phù hợp, dao động khoảng từ 2 đến 2,5 lít nước trên một ngày. Chia nhỏ bữa ăn để tránh tăng đường huyết sau ăn quá mức. Và điều quan trọng nhất vẫn là luôn giữ một tâm thái bình an khi mắc bệnh, vì căng thẳng, lo âu không giúp bệnh tình thuyên giảm, mà ngược lại, nó còn là tác nhân khiến bệnh nặng hơn. Hãy yên tâm và giữ một lối sống lành mạnh, tích cực, đó chính là liều thuốc hữu hiệu nhất trước mọi loại bệnh tật mà bạn cần phải có. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.